Anh chị, bữa nay mới tới công chuyện nữa nè. Bây giờ các hãng cạnh tranh với nhau, anh chị mình thấy khuyến mãi là siêu khủng luôn. Bây giờ vậy nè, cái bộ này là đi công trình nha, khoan rút lõi vừa vừa luôn là anh chị mình chơi ngon lành luôn. Cái này để tông 1, 3, 7 năm, máy là để đi công trình nhưng mà giá là giá gia đình nha anh chị. Cho nên là anh chị mình vừa xài công trình vừa xài gia đình, giá rất rẻ. Rồi thì anh chị mình thấy nè, 1, 3, 7 năm là từ hồi xưa giờ anh chị mình biết cái độ trâu của nó, độ lì á. Cái máy nó anh chị mình nhìn nó bự sự nha, nó bự sự mà nó chạy rất mạnh nha. Đó anh chị mình nghe không, ba chức năng nè đó. Nếu anh chị mình mua đó, một bộ luôn, một máy kèm cục pin 4A hệ gen 3 của Hồng Nhiên, bảo hành 5 luôn, máy là bảo hành 6 tháng, hàng đét tông là hàng mới full, giá 1.199.000 một máy, một pin và một sạc, là anh chị mình xài là tức là pin 4A anh chị mình xài ầm ầm rồi đó, xài hơi bị sướng luôn anh chị. Pin 4A mà xài kiểu này là đi công trình đâu ngon lành luôn, máy pin và sạc sạc đế luôn đàng hoàng cho anh chị đầy đủ vậy đó, chỉ có 1.199.000 thôi. Còn anh nào nói ok nhiên anh có pin rồi, anh chỉ mua cái thân thôi, khuyến mãi cho anh chị, thay vì trước là 990 đúng không, bây giờ bán cho anh chị mình 799.000 luôn đó, siêu rẻ chưa, mà máy mới full nha, đầu lóc anh chị mình nhìn cái máy này không có chê được, mạnh dữ lắm luôn ha. 1, 3, 7 năm nhưng mà cái hệ đời trước nó mạnh anh chị nghe không, tức là cách tức là cái độ mạnh của nó đó, ngon lành á. Rồi giá đó đó anh chị mình thấy chơi được không, quá ngon rồi gì nữa. Rồi tới nữa nè, anh chị mình mua bộ này ngon nữa nè. Đây bây giờ anh chị mình mua cái bộ máy này đây, đây một máy đúng không, rồi đây một máy kèm một pin, thấy không, kèm một pin như vậy và một cái đế sạc luôn cho anh chị, chơi cái đế sạc 3A này cho anh chị luôn, tặng có cục sạc 3A này luôn kèm theo luôn, một máy một pin kèm một sạc là 1.290.000 anh chị. Đó là anh chị mình chơi được chưa, pin là pin 2.5 nè, tại vì đơn giản anh chị mình cứ nhớ vậy đi, cái máy này là 1.190.000 đúng không, cái máy này nè anh chị, cái máy 1385 pro xưa giờ là 1.190.000 nè, bây giờ có cục pin 2.5 với cục sạc 3A bỏ vô nữa không, mà cái này là hơi quá, chắc này phải đưa về cục sạc 2A thôi chứ cục sạc 3A là hơi lớn đó. Thì anh chị mình thấy rõ ràng nè, bây giờ là hơi lớn á, thôi đổi loại này đi đó, còn anh chị nào thích thì ok chiều luôn nha, cục sạc này 2A, còn anh chị nào thích thôi đưa anh cục sạc 3A, muốn anh sạc nhựa khác chứ cục sạc 3A vô cục sạc cục pin 2.5 thì hơi lớn, ghép bộ này cũng hơi sai nữa, nhưng giá này là giá cực kỳ ưu đãi, 1.190.000 mà giờ thêm cục pin với lại cục sạc 3A luôn, pin 2.5 của bên đế tông luôn đầy đủ nè ha, pin dòng cao ha, 1.290.000 đó, là anh chị mình sẽ có một máy kèm một pin và một sạc đó, anh chị mình thấy rẻ chưa, cái này là rẻ rồi chứ nữa, tức là bây giờ anh chị muốn cái con này có chức năng anti kiếp bánh à đúng không, rút lõi cũng được nhưng mà mức độ ít, chứ còn anh chị rút lõi chuyên nghiệp là 120 nêu á. Rồi ok lắc nè, thấy không, rồi có chức năng gì, tạo xung cho anh chị có luôn nha, đó tạo xung, tắt mở đèn chủ động có luôn, rồi tắt chức năng anti kiếp bách gì nó có hết nha anh chị ha, có chức năng anti kiếp bách đồ, có tạo xung đồ, có đầy đủ hết cho anh chị trên một cái máy này, mà mẫu này mẫu mới dòng đời cao là biết rồi ha, 1.290.000 là ok, máy pin sạc sạc 3A, còn muốn đổi lại sạc 2A cũng được luôn, không có trừ tiền là đâu nha đó, đổi cái này là cái khuyến mãi của Hồng Nhiên đi kèm cho anh chị. Rồi đó là mọi chương trình rồi thấy không, xong rồi tới một cái nữa nè anh chị mình mua máy này, cái máy này là một ba cái CV250G3 anh chị, CV250G3 rồi đó, CV250G3 thì cái con máy này là 1.190.000 là anh chị mình biết rồi đúng không đó. Nếu anh chị mình mua cái thân này, anh chị mình sẽ đi kèm một cái cục pin ha, đi kèm cục pin nữa là 1.550.000. Đây là cái khuyến mãi nha anh chị. Rồi đi kèm cho anh chị thêm gì nữa biết không, một cái cục sạc S40 Blade. S40 Blade này rất mắc tiền, anh chị có quạt nhưng mà dòng Blade này nó 400 mấy lần đó, một là cỡ nên anh chị mua cái thân máy này không thôi, Hồng Nhiên tặng cho cục sạc như vậy ha, tặng cho anh chị cục sạc như vậy. Còn bây giờ anh chị mình mua nè, một máy một pin, pin 4A Gen 3 và một cục sạc S40 Blade, ok có 1.550.000 anh chị, tổng nguyên bộ như vậy nè, được chưa, 1.550.000 mà anh chị mình cứ tính ra là cái máy này xưa giờ nó bán 1.190.000, cục pin của Hồng Nhiên bán bèo bèo cũng 600.000 mà xưa giờ vậy mà, bảo hành tới 5 lần
đó, thì cái này cái khuyến mãi kèm theo cho anh chị, rồi cục sạc này hết hết nhiêu tiền, 400 mấy nữa, S40 Plus đàng hoàng nhé. Đó, ok, đó là nếu anh chị mua thân không, 1.190.000 tặng cho cục sạc này luôn. Còn bây giờ anh chị mình mua có cục pin luôn, 1.550.000 là một máy một pin một sạc vậy luôn. Nãy giờ anh chị mình nhớ không, tức là mình mua từng bộ không nhiên tách từng bộ cho anh chị mình thấy dễ chơi rồi đó. Rồi tiếp cái nữa nè, anh chị mình thấy tới con khoan này không? Đây, một cái máy khoan này của bên Destong là GH2603CB. CB có nghĩa là cái mẫu thân nó nhỏ gọn anh chị, ba chức năng ha. Mẫu này ba chức năng. Đó, máy như vậy nó có màu xám nha. Nó có màu xám. Còn pin xanh á thì pin 4.000. Ví dụ như anh chị mình mua một máy 1.550.000 hồi trước giờ nó vậy đúng không? Anh chị mình mua nè, 1.550.000. Bây giờ anh chị mình mua, Hồng Nhiên sẽ đi theo cho anh chị một cục sạc 3A, một cục pin 4A, 4.000 vậy nè, 4.000 dòng cao vậy nè anh chị, đó, B4.000, thì anh chị mình sẽ trả cho Hồng Nhiên 1.650.000 thôi, tức là một cái máy, một cục pin 4A và một cục sạc, đó, có 1.650.000 là anh chị mình có nguyên bộ về rồi đó, đó, còn anh chị muốn mua thêm pin thêm thì mua thêm. Đó, làm chương trình này cho anh chị dễ mua. Còn ơi, mua cái thân đi, 1.550.000 tặng cho anh chị cục pin 4A dòng cao của bên Destong. Tức là có màu xám thì đi theo pin màu xám. Còn màu xanh thì anh chị mình lấy pin màu xanh. Đó, thì anh chị mình muốn lấy cái nào cũng được. Còn muốn lấy pin màu đỏ cũng được luôn. Đó, ok ha. Có pin màu vàng nữa. Anh chị muốn lấy pin màu vàng, có màu vàng luôn. Ok đó, 1.550.000 tặng cho anh chị cục pin 4.000 vậy dòng cao ha. Hoặc là anh chị trả 1.550.000 thì có cục pin thôi và cái máy. Còn anh chị mình trả 1.650.000 là trọn bộ vậy, sướng hơn. Cục sạc 3A mắc tiền chứ đâu có rẻ đâu, đúng không anh chị? Đợi không, tới con chuyện nữa không? Kiểu gì anh chị mình cũng có kèo mình mua á, kiểu gì cũng ngon á. Rồi xong, tới một cái nữa nè, 1.750.000 hồi trước giờ anh chị mình mua vẫn là 1.750.000 một cái máy cắt tỉa cành đúng không? 1.750.000 anh chị. Thì bây giờ anh chị mình mua cái này cũng 1.750.000, cái này là MCC32 anh chị, cái này nó có chức năng chống cắt đồ đó anh chị ha, nó có chức năng chống cắt đồ đầy đủ đó. Rồi nghe không, đó đây nè, giờ anh chị mình nhấn nè, số 1 nè, số 2 nè, mở ra rộng ha. Số 2 là anh chị mình chạm tay là nó hết, nó an toàn nè anh chị, thấy không, đâu chạy nữa đâu. Đó là MCC32 là mới có này ha, 30 nó không có ha. Đó thì giá 1.750.000, hồi trước nó 2.100.000 đúng không, giờ còn có 1.750.000. Mà bây giờ anh chị mình mua cái máy này nè, mua thân này 1.750.000 tặng thêm cái quạt này nè. Tặng thêm quạt thổi này cho anh chị mới giữ. Cái quạt thổi TB03 này cũng hết 750.000 rồi anh chị. Thấy không? Chương trình ngon không? Đó, có mấy số luôn. Số 1, số 2, số 3, mạnh mẽ. À, nó có đầy đủ phụ tùng đi theo đầy đủ, bảo phụ kiện của nó đi theo đầy đủ nha anh chị. Giờ ống hút rồi ngắn dài gì có đầy đủ hết. Vẫn là 1.750.000. Khi anh chị mua thì sẽ được tặng cái này. Ok ha, cái này 750 tặng này. Đó, 1.750 tặng này. Đó, này là 1.650.000 một máy một pin một sạc. Đây là cũng ngon, kèo thơm không à. Đó, hoặc là anh chị mình mua con máy chuyên vít. Hồi nãy là nhiêu 1.550.000 một máy một pin. Pin 4A đồ ngon lành đó quá anh chị. Đúng không? Một máy một pin một sạc đó, 1.550.000 đó. Còn chị mua thân không, 1.190.000 tặng luôn cục sạc, sạc S40 đàng hoàng. Cái này hồi nãy anh chị mua 1.199.000 một máy một pin 4A kèm một sạc, cũng kèo thơm nữa. Mấy cái bộ này anh chị mình dễ mua lắm, giá rất là tốt luôn. Rồi còn cái máy này thì anh chị mình mua hồi nãy nhiều 1.290.000 cũng một máy một pin một sạc đó, ok ngon lành đó. Anh chị mình thích cái nào không? Còn anh chị mình muốn mua lẻ thì mua lẻ nó sẽ rẻ hơn, rẻ hơn không có nhiều anh chị. Đó, mình mua vô cái bộ Hồng Nhiên ghép cho anh chị combo là rẻ nhất. Đó thì anh chị mình thấy cái nào phù hợp. Ok, có nhu cầu mua anh chị mình có thể liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Anh chị có ý kiến như thế nào? Có thể để lại comment bên dưới giúp Hồng Nhiên ha. Rồi, cảm ơn anh chị. Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Bye bye.